Có hay tại gia đình ông Bùi Văn Thương, nơi lưu giữ bản sắc, giá trị văn hóa dân tộc Mường, với mong muốn được lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống đó và nhắc nhở chúng ta nhớ đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, trách nhiệm giữ gìn, phát triển phong tục văn hóa tốt đẹp của quê hương bản Mường. Xin được thay lời cho gia đình ông Bùi Văn Thương, đoàn văn nghệ xin gửi tới quý vị một chương trình văn nghệ để chào mừng. Và xin một tràng pháo tay của tất cả quý vị để chính thức chương trình giao lưu văn nghệ trong buổi tối hôm nay xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị, với án sử thi mong Mường để đất để nước đã lưu giữ thành một bản hùng ca của dân tộc Mường chúng ta. Và để hiểu rõ những nét đẹp đó, sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức tam ca khúc Đầu Mùa sáng tác Xuân Vinh. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Không có sữa đâu. Hãy tiếng liên tiếng càng chạm thay con lấy tiếng liên tiếng càng chạm thay con lấy Tiếng liên tiếng càng chặt tay con lấy Tiếng liêng 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 tiếng càng chặt tay con lấy tiế
tiếng cảm giác thay con lấy tiếng liên tiếng cảm giác thay con lấy tiếng liên tiếng cảm giác thay con lấy chắc thay con lấy ngã lưỡi tiếng liên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị, vừa rồi tất cả quý vị chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Mùa Xuân Hương Trên Quê Hương qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tang. Và ngày kính thưa quý vị, trong giới làng cây đại thủ của nền âm nhạc Việt Nam, chúng ta không thể không kể đến đó là cố nhạc sĩ Thuận Điển. Và một trong những ca khúc đó mà cố nhạc sĩ đã viết về quê hương mảnh đất cố đô Hoa Lư Ninh Bình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được trở về với mảnh đất cố đô Hoa Lư qua giọng hát của anh Ngọc sẽ trở về với sân khấu để gửi tặng cho tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được một tràng pháo tay để chào đón anh Ngọc trở về với sân khấu. Xin được mời tất cả quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, một lúc sau nữa chúng ta sẽ được trở về với mảnh đất cố đô Hoa Lư. Và để trở về với mảnh đất hòa bình yêu dấu thân thương của chúng ta, và đặc biệt là trở về với mảnh đất Lạc Sơn giàu tình người và lòng nhân ái. Và sau đây tất cả quý vị chúng ta cùng đến với giọng hát của đồng thầy Bùi Văn Hào nổi lên lạnh với ca khúc Lời Thương. Xin mời đồng thầy Bùi Văn Hào sẽ trở về với sân khấu ngày hôm nay. Xin mời chào bàn tay của tất cả quý vị được không ạ? Thôn ơi.
ai thổi không cần nữa. Người
đi xây hồ kẻ gỗ qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ngọc Tam cùng Tiến Dũng biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Rất là mong được sự đóng góp các tiết mục giao lưu của bên gia đình chúng ta để cho chương trình sẽ được trọn vẹn hơn. Xin mời các chương trình mời. Vâng, kính thưa quý vị, và trong buổi tối hôm nay chúng ta rất là thoải mái đi ạ. Bởi vì chương trình giao lưu về chào mừng kỷ niệm cũng như để có sự hiện diện rất là đông đủ của tất cả các cụ, các bà, các anh, các chị trong buổi tối hôm nay rất là đông đủ đúng không ạ? Xin được tiếp tục tâm lưu về gia đình chúng ta. Vâng, có lẽ một lần nữa xin được bằng tất cả quý vị lại mời anh Hào trở về với sân khấu một ca khúc. Xin giới thiệu với tất cả quý vị ca khúc này anh Hào đã mang ra cách đây gần hơn 20 năm. Mà ca khúc ra đầu tay ca khúc ra lần đầu tiên đã được anh Quang Hào thể hiện rất là thành công với ca khúc mang tựa đề Lời Thương của nhạc sĩ Minh Tâm. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này. Xin được chào quý vị anh Hào. Chúng ta còn muốn lắng nghe không ạ? Có ạ. Vâng ạ. Xin một tràng pháo tay của tất cả quý vị để chào đón anh Hào trở về với sân khấu ngày hôm nay. Xin được chào quý vị anh. Lên hát rồi là vô. Lên hát là vô. Mặc quần nào để cho cả người. Mấy cái đồ lên hát. Đi dồn
việc là chân thành cảm ơn tới tập thể quý vị đã bằng một tràng pháo tay để cảm ơn giọng hát của anh Bùi Văn Hào. Và đồng thời Bùi Văn Hào đến từ nổi điện lạnh của xóm Tất Thành, xã Hưng Nghĩa. Ngày hôm nay cũng về chung vui trong ngày giao lưu trong buổi tối hôm nay của tất cả quý vị chúng ta. Và kính thưa quý vị, để tất cả quý vị chúng ta cùng hiểu thấu rõ những nét đẹp văn hóa truyền thống bản địa của dân tộc Mường chúng ta, sau đây tất cả quý vị chúng ta cùng đến với màn múa Mạnh Nguồn Qua Đổi Văn Nghệ của nhóm SCE biểu diễn. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Cái này ngươi nhiều mấy con đứa nhỏ thì cái này nó bình thường, con này đen nhiều FC trong chùa ấy khi trời đất còn bỗng mưa dầm mưa dã mênh mông, 50 ngày sau mới hiện thành ông thu ta bà thu yên. Hai thầy chị đây làm ra đất ra trời đẻ ra con non con đường, con trai lớn lên cày ruộng làm nương nương đánh giặc, con gái lớn lên dựng lại thơ vừa sẵn quê nhau. Thank you.
này, nhiều lắm.